không đều màu và còn dễ bị dị ứng nữa. Mình sử dụng các loại mỹ phẩm, chỉ cần mình thoa mỹ phẩm hoặc là serum lên thôi là nó sẽ bị kích ứng lên và đỏ. Khi mà mình ra ngoài ánh nắng mặt trời á thì nó cũng bị đỏ lên và sần sùi, nhìn ra rất là xấu. Sau khi đến BB Thanh Mai thì mình được bác sĩ thăm khám và tư vấn cho rất là kỹ, và còn được bác sĩ làm trực tiếp liệu trình cho mình. Chỉ sau 3 buổi thôi mà mình đã cảm thấy da của mình khác rất là nhiều. Mình sờ lên mình cảm thấy mịn hơn và khỏe hơn. Khi ra ngoài nắng á, mình bôi kem chống nắng á, mình thấy không có còn đỏ ẩn như trước nữa và mình cảm thấy tự tin hơn. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,